phẫn nộ trước hành động dừng xe giả ngoại giữa đường đèo quanh co của một gia đình vô ý thức. Mới đây, một đoạn clip lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ của một đại gia đình đầm ấm bên nhau. Người lớn thì ít mà con nít thì đông, đang bày bàn bày ghế ngồi cắm trại giả ngoại vui vẻ giữa không gian núi rừng bao la. Thế nhưng địa điểm độc đáo mà cả nhà lựa chọn để cắm trại là một cung đường đèo chữ S quanh co và tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Con đường vừa hẹp vừa dốc lại vừa choáng mất tầm quan sát của các bác tài khi leo đèo hay đổ dốc. Không những vậy, cả nhà còn bày bàn ghế ra đến nửa con đường hẹp, vừa vô tư hít khí trời trong lành, vừa ngắm view triệu đô rừng núi, vừa nói cười vui vẻ. Bố mẹ ngồi trong, con cái ngồi ngoài, không quan tâm đến thần chết có thể ghé lại và say hi bất kỳ lúc nào. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều phản hồi phẫn nộ từ cộng đồng mạng, khi ý thức của những người lớn có thể gây nguy hiểm cho những người trẻ trong nhà và cả những người đi đường khác. Một số ý kiến được mọi người để lại: lỡ mua bộ bàn ghế cắm trại rồi nên phải lấy ra ngồi để cho đỡ tiếc. Nếu rủi mà có xe mất phanh hoặc có hai xe tải tránh nhau thì thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.